Chào bà con đến với tin giá heo ba miền đây chỉ là bản tin mang tính chất tham khảo giá cao thấp tùy từng vùng thời điểm mà có giá khác nhau. Kính chúc bà con thật nhiều sức khỏe luôn trúng mùa được giá cảm ơn quý bà con đã xem video. Quý bà con đừng quên nhấn vào đăng ký kênh và biểu tượng quả chuông phía dưới góc phải của video để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Giá heo hơi hôm nay 25 tháng 3 tăng từ 1.000 đồng 1 kg đến 2.000 đồng kg ở một vài địa phương giao động trong khoảng 59.000, 62.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng nhẹ, thị trường heo hơi tại miền Bắc ghi nhận tăng 1.000 đồng 1 kg tại Hà Nam và Tuyên Quang, hiện đang ở mức 61.000 đồng 1 kg, cùng với Yên Bái, Hưng Yên, Thái Bình và Hà Nội. Ngoại trừ Bắc Giang và Thái Nguyên đang neo ở ngưỡng 62.000 đồng 1 kg, các tỉnh thành còn lại duy trì giao dịch ở mốc 60.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 60.000, 62.000 đồng một kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên lặng sóng. Theo ghi nhận, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên không có biến động mới. Trong đó, thương lái tại Lâm Đồng và Bình Thuận đang thu mua heo hơi với giá cao nhất khu vực là 61.000 đồng một kg. Heo hơi tại các tỉnh còn lại được giao dịch với giá trong khoảng 59.000, 60.000 đồng một kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 59.000, 61.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng cao nhất 2.000 đồng 1 kg. Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi tiếp đà tăng ở nhiều tỉnh thành. Theo đó, sau khi tăng 1.000 đồng 1 kg, giá heo hơi tại An Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu và Trà Vinh được nâng lên chung mốc 60.000 đồng 1 kg. Tỉnh Bến Tre tăng 2.000 đồng 1 kg lên 61.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 60.000, 61.000 đồng 1 kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000, 2.000 đồng 1 kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 59.000, 62.000 đồng 1 kg.